Để đảm bảo nguồn cung cấp và tiến độ thi công cho dự án đường dành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và các dự án trọng điểm khác, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre và Tiền Giang hỗ trợ thông tin mỏ cát trên địa bàn các tỉnh còn trữ lượng, còn thời hạn khai thác và được phép cung cấp cho các dự án thuộc khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Long An. Theo tính toán, đường dành đáy 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Long An và các dự án trọng điểm của tỉnh cần khoảng 1,4 triệu mét khối cát để đắp nền đường, trong đó nhu cầu năm 2023 khoảng 600.000 mét khối và năm 2024 khoảng 800.000 mét khối. Tuy nhiên, một số mỏi vật liệu dự kiến cung cấp cho dự án đã hết hạn khai thác, đang đóng mỏ để thanh tra hoặc chỉ sử dụng cho các công trình nội bộ tỉnh. Để đảm bảo tiến độ dự án đường dành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026, theo nghị quyết của Quốc hội và các dự án trọng điểm của tỉnh mang tính kết nối dùng, tỉnh cũng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tạo điều kiện đưa danh mục dự án dành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường tỉnh 830E, đường tỉnh 823D kết nối với đường dành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh để các mỏ cát trong tỉnh được phép ưu tiên cung cấp